Vâng, hôm nay thì em xin giới thiệu với các bác có mấy cái mẫu hút ẩm nhà em đang còn nhé. Đấy, có điện 100 và điện 200. Thực ra bác nào mà chơi đồ Nhật mà sành sỏi đồ Nhật rồi thì người ta đều chơi điện 100. Cái hệ số chạy bao giờ nó cũng êm và chất. Còn đâu hàng Nhật xuất các cái nước khác là người ta thường người ta chạy điện 200 thì cắm cho tiện. Mặc dù thì ở Việt Nam mình thì những người chơi đồ Nhật 100 chuyên nghiệp thì người ta vẫn sử dụng điện 100. Sau đây thì em quảng cáo với các bác một số sản phẩm máy hút ẩm như em hiện tại đang có nhé. Con này hiện tại là con Winfook các bác nhé. Em bán là 2.400.000. Con này điện 220. Con Toshiba. Con này em đang bán là 1.700.000. Latiana, con này cực kỳ đẹp này. Cực kỳ chạy, cực kỳ chất nhé. Có Hybro này. Đấy. Con này em đang bán là 2.400.000 này các bác nhé. 2.400.000. Latiana lại 2.400.000. Panasonic này em đang bán 4.000.000. Sharp này, hai con Sharp Vali này thì em đang bán 2.300.000 các bác nhé. Bác nào có quan tâm sản phẩm nào thì alo cho em. Giờ này thì có các cái máy hút ẩm khử khuẩn các thứ này thì quá tuyệt vời rồi. Chăn chiếu, giường chiếu các thứ phòng phía là khô ráo sạch sẽ các bác nhé, không ướt át. Bác nào xem là clip lần đầu tiên của em thì cho em xin một nút kênh đăng ký màu đỏ. Tiêu chí của em bán hàng là quay hàng thật, việc thật mà báo giá thật, đỡ phải mất thời gian của nhau. Ai quen mua của em rồi thì cứ ok thôi, mà chưa mua của em thì cứ ủng hộ em thì sẽ biết các cái chất lượng sản phẩm như em bán. Có cái nào em nói luôn, quay cái nào thì bán luôn, báo giá luôn, đỡ làm phiền của nhau, phiền nhau, không phải mập mờ làm gì cho nó mệt câu ra câu vào các bác nhá. Thế thôi, chúc các bác một ngày mới vui vẻ,